Các bạn như sản phẩm quài cảnh sát. Quài cảnh sát tiếng Anh gọi là quài police hay còn gọi là quài ba nút. Đây ba nút ấn đây mỗi nút một kiểu kêu. Đây bỏ quài đây. Giá 130k. Chỉ hợp lý. Quài này thì đấu đơn giản thôi. Khi đấu về khi các bạn đấu ở trên xe thì là quầy cũ vẫn để nguyên, còn cái thằng quầy này thì lắp vào cố định ở vị trí ở trong dàn áo xe, chỗ nào hợp lý là được, không vướng là được. Vừa dùng quầy zin lại chỗ nào thích dùng quầy zin thì ấn công tắc quầy zin, còn quầy này chỗ nào thích dùng thì ấn công nút quầy ở đây, chứ không phải là phải tháo quầy zin ra thay quầy này vào. Đây đỏ nối dương mình, dây đen thì nối vào âm mình đây. Ok, giờ mình sẽ test co này.